Tôi xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị các bạn về một loại trái cây rất là độc đáo mới xuất hiện tại Việt Nam. Giống trái cây này thì hoàn toàn là chưa có sản phẩm tại Việt Nam, mà sản phẩm quả thì hoàn toàn được nhập khẩu từ nước ngoài về. Giới thiệu đến quý vị các bạn, đây là giống đào dẹt của Úc. Sở dĩ gọi đây là giống đào dẹt bởi vì cái quả này có cấu tạo hình dạng quả rất là độc đáo. Đó là quả có hình tròn và hai bên quả thì dẹt vào. Chiều rộng của quả thì đạt chỉ khoảng là từ 1,5 đến 2 cm. Và đường kính của quả là đạt từ 5 đến 10 cm trên một quả. Đây, quả có hình tròn. Đây, quả có hình tròn và dẹt hai đầu. Và quả khi chín thì có màu đỏ tươi rất là đẹp như thế này. Giống đào dẹt của Úc này thì cũng khác hoàn toàn với các cái giống đào khác, là trên thân quả cũng có một lớp nông mịn nhưng ít nông hơn, nhẵn hơn, bóng hơn. Đây. Hạt của quả đào dẹt này thì cũng rất là nhỏ, so với nhỏ hơn so với các giống đào khác rất là nhiều. Ôi trời ơi, thật là ngon các bạn ạ, rất là ngon. Rất là tuyệt vời. Nếu như ăn các giống đào khác thì cái phần thịt quả giáp với hạt á, thì ăn nó cũng có một cái vị chua nhất định. Còn đối với đào dẹt này thì ăn hoàn toàn rất là ngọt và đặc biệt là thơm ngon hơn các giống đào khác rất là nhiều. Rất là ngon các bạn nhé. Đó là tôi ăn quả chín. Quả chín thì rất là mọng nước. Đó là quả chín đỏ đấy. Thì quả rất là mềm và mọng nước. Bây giờ tôi ăn cái quả mà nó săn hơn một chút, xem thế nào. Giống đào này thì rất là mọng nước. Đây là một giống trái cây rất là thơm ngon các bạn nhé. Đây là giống trái cây này thì hoàn toàn chưa có sản phẩm tại Việt Nam. Và đây là một giống cây trồng nhiệt đới thì cũng rất là dễ trồng và dễ chăm sóc, rất là thích nghi và phù hợp với khí hậu của Việt Nam các bạn nhé. Rất là tuyệt các bạn ạ. Quả đào có kích thước quả, có hình dạng quả rất là đặc biệt. Cái độ dày của quả chỉ đạt từ 1,5 đến 2 cm thôi. Và đường kính của quả có thể đạt tới từ 5 đến 10 cm. Dẹt ở hai bên đầu. Cho nên đây người ta gọi là giống đào dẹt. Giống đào này thì hoàn toàn được nhập khẩu từ nước ngoài về. Quả đào này thì được nhập từ Úc về các bạn nhé. Rất là thơm ngon. Ăn thơm hơn, ngọt hơn, ngon hơn các cái giống đào khác rất là nhiều.